hỏi là tại sao anh lại nghĩ là cần một người bạn khỏe mạnh? Thì mà nếu không khỏe thì sao anh? Ý đây là không phải là nói hỏi là khỏe mạnh cơ bắp gì đâu, nghĩa là sức khỏe bình thường em. Sức khỏe là quan trọng nhất, cho nên anh không cần đẹp hay là ngoại hình mà anh cần người có sức khỏe. Ý là vậy đó. Thì em hỏi thông anh Trí là đối với anh Trí thì sao ạ? Nếu mà ốm đau bệnh hoạn thì có ảnh hưởng gì nhiều với anh không ạ? Vậy chắc em sẽ đưa ra quyết định. Dạ em xin chào chị Tường và em chào hai anh ạ. Em là tên là Trang. Năm nay em 31 tuổi. Em hiện tại đang sống với gia đình tại ở Thủ Đức ạ. Trang là quê ở đâu Trang? Dạ quê em ở gốc Nghệ An ạ. Vào trong này lâu chưa? Dạ vào từ nhỏ rồi ạ. Nhà đông anh chị em không? Dạ nhà có hai chị em gái thôi ạ. Hai chị em gái. Hôm nay mình đi ghi hình với ai, có gia đình ai đi theo không? Dạ có chị gái em ạ. Bây giờ thì em tháo mặt nạ ra đi. Tại vì có hai chị em mình thôi. Tháo ra cho nó đẹp. Em xin phép được đeo kính. Ok, đeo đi cưng. Dạ em cận hơi nặng. Hiện tại em đang làm công việc gì? Em làm nhân viên nhân sự thôi. Làm ở đâu? Em làm ở quận 2 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Trang là gì nè? Hòa đồng, dễ nói chuyện với bắt chuyện với tất cả mọi người. Rồi những điểm yếu của mình là gì? Khá là hay quên chị, như là điện thoại, đồng hồ, rồi những cái gì mà em không gắn lên trên người em, không gắn lên trên người em. Là em hay quên lắm. Còn trẻ mà vậy đó, mốt lớn giống tôi rồi thấy cái cảnh. Lúc rảnh rỗi thì em làm gì, mình có sở thích gì không? Em có ba bé mèo ạ. Em chăm sóc tụi mèo nhà em, tắm rửa, vuốt lông rồi cho ăn. Thì rồi... giống như là chăm con mọn á chị, cũng phải chở đi khám, chích ngừa đồ kia. Có chăm bạn trai vậy không? Có chăm bạn trai vậy không? Có ra tắm mà vuốt lông đồ gì cái gì không? Các bạn trai có sở thích như nào nữa chứ? Chăm thú cưng vậy là hết thời gian rồi, mình có thời gian rảnh rỗi không? Rảnh rỗi thì mình sẽ làm gì? Thường thì em đọc sách, em thích nấu ăn với mẹ. Hai mẹ con ở nhà là rảnh hay mày mò mấy cái món lạ lạ. Em thích mẫu người bạn trai như thế nào? Biết lắng nghe, biết chia sẻ với em. Và cũng như là bạn ấy phải trưởng thành, hơn em. Có thể cho em có một điểm tựa. Về ngoại hình thì có tiêu chí gì không? Cao hơn em một chút, to hơn em một chút. Em cao mét mấy? Dạ em cao 1m6 thôi, trung bình thôi chị. Nặng nhiêu ký? Nặng khoảng 47-48 gì đó. Xong. Đơn giản mà, cái này là cũng chuẩn rồi. Chắc chắn là bạn trai sẽ đạt được những cái yêu cầu em đưa ra. Tuổi tác thì mình có cái yêu cầu gì không? Phải lớn hơn em. Phải lớn hơn mới được. Có cần phải cùng sở thích, cùng tôn giáo gì không hay là sao cũng được? Sao cũng được ạ. Rồi, thì bây giờ chương trình ngày hôm nay sẽ có giới thiệu cho em là hai người, nãy giờ em cũng biết rồi. Bây giờ chị sẽ cho em xem, và thông qua cái công nghệ AI thì chương trình sẽ giới thiệu cho em hai chàng trai mà chương trình nghĩ rằng là có những cái chỉ số nó tương đồng với em nhiều nhất. Đây, một anh thấy tướng cũng văn phòng dữ ha, còn một anh dân thể thao. Anh Đặng Ngọc Hữu, 38 tuổi, kỹ thuật chế tạo khuôn mẫu ngành giày da. Nguyễn Hoàng Trí, 33 tuổi, điều dưỡng viên. Trời, điều dưỡng viên mà nổi dữ. Bây giờ nhìn sơ bộ tuổi tác công việc, trước tiên em cảm thấy ai là cái người có thể là cái gu em hơn? Em xin phép hỏi anh 33 hơn. Táp tạm thời là anh 33 hơn phải không? Tại vì thấy anh có vẻ năng động quá. Là em cũng thích cái người năng động, nhưng đó chỉ mới là những cái thông tin cơ bản thôi. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ trò chuyện để mình hiểu thêm. Bây giờ là chị sẽ qua chị trò chuyện để hiểu giùm cho em. Bây giờ em muốn chị tìm hiểu anh nào trước? Em xin phép anh 33. Anh 33 là anh Nguyễn Hoàng Trí. Anh Trí ơi. Dạ. Anh Trí là ở phòng bên trái. Rồi, em lắng nghe thông tin nha, chị sẽ đi qua khai thác đây. Hello Trí. Dạ, chào chị. Rồi, Trí làm điều dưỡng hả? Dạ đúng rồi chị. Nguyễn Hoàng Trí phải không? Dạ đúng. Năm nay nhiêu tuổi? Hôm nay em 33 tuổi. 33 là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1989. 1989 ha. Rồi, em tháo mặt nạ ra đi. Nói chuyện với chị là không cần mặt nạ nha. Quê quán em ở đâu chứ? Em ở Thủ Đức. Sao Thủ Đức cũng giống bên kia vậy? Nãy em nói em làm điều dưỡng là làm ở đâu? Trung tâm điều dưỡng và bệnh tâm thần á chị. Làm trong bệnh tâm thần hả? Những người mà bệnh nhân em chăm sóc là mức độ như thế nào? Mới vô thì cũng nhiều kiểu lắm chị. Có người thì cũng chơi hàng đá hay gì đó rồi. Nói chung một thời gian vô đó điều trị rồi họ khỏi, sớm trở về gia đình. Ủa, vô đó cũng có đi về nữa hả em? Điều trị thời gian cái nhớ số điện thoại rồi gọi gia đình vô rước về. Có người nào mà vô trong đó nhưng mà càng ngày bệnh càng nặng hơn không? Chị nghe nói điên là vô trong nhà thương điên. Là điên thêm mà. Cũng có một số ít nhưng mà nó cũng đến mức độ nào đó mình tìm cách mình giao tiếp với họ rồi giúp họ trở nên tốt hơn. Cụ thể là nhiệm vụ của em là em làm gì? Sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho những đối tượng đó, xong rồi cho họ tập vật lý trị liệu,
rồi làm cỏ này nọ, rồi một thời gian thấy tinh thần họ thoải mái lên. Mà sao em lại chọn công việc này, có nguy hiểm không? Nói chung là ngày xưa thì em cũng học công nghệ thông tin, nhưng mà sau nhiều biến cố quá cái vô đây làm luôn. Biến cố gì mà phải vô bệnh nhà thương điên làm? Cái đợt mà em học nghề thông tin á, cái rủ một bạn đi làm marketing á, làm được cũng mấy năm rồi sau đó thất bại, cũng bị chết cả năm trời. À, sau đó cô thấy vậy xin vô làm luôn. Ủa kỳ vậy, mình có học gì để mình vô đó làm không? Dạ thì vô làm trước mà đi học sau chị. Có định là đổi nghề không hay là phải làm này suốt? Chắc em cũng làm song song á chị. À, song song là em làm gì nữa? Dạ em cũng có kinh doanh về sách đó chị. Cũng hay quá ha, công nhận bạn trai này hay. Nhưng mà trong suốt 3 năm em làm trong chỗ đó có khi nào xảy ra cái rủi ro gì, cái bệnh nghề nghiệp nào chưa? Có lần bệnh nhân nó cứ đi theo em biết luôn. Mình đi lên, mình đi xuống. Đi theo làm gì? Chung là mình cũng biết cái thói quen của họ. À, cái xong rồi em cũng kiểu như cũng phải cẩn thận á. Dù đang đút cháo đi mà nó tạt hẳn tô cháo vô mặt luôn. Ồ, vậy đó hả? Dạ, cũng có nhiều rủi ro lắm chị. Mà cũng có cái vui, có rủi ro, nhưng mà cái này cũng phải có yêu nghề, cũng có cái sự thương người muốn chia sẻ mới làm được cái này, đúng không? Dạ đúng. Chứ cũng nguy hiểm, thấy mồ, thấy khó quá à. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Sống tình cảm, có trách nhiệm với công việc, lại chơi nhiều môn thể thao. Chơi môn gì nè, thấy cái hình bảnh quá trời. Chủ yếu là bóng đá thôi, còn cầu lông, bóng chuyền gì cũng chơi được. Mà có thời gian rảnh không? Ngày hành chánh đi về là chiều tối đi đá banh rồi về ngủ, cứ dậy xuống. Rồi không có bạn bè gì chân hả? Lúc rảnh rỗi làm gì? Lúc rảnh rỗi ngồi đọc sách. Cũng hay ha. Có tật xấu gì không? Dạ cũng có, thức khuya. Thức khuya làm gì? Ngồi chép ghi nhật ký. Hả? Hôm qua ghi nhật ký gì chồng? Ghi hồi nhỏ mình làm gì. Trời ơi, ông làm trong nhà thương tâm thần, sao biết tôi thấy căng thẳng quá vậy? Thì thật sự luôn là chị có người bạn cũng là vô bệnh viện tâm thần mà. Dạ. Hình như từ lúc vô đó là càng ngày nó càng nặng hơn em. Mình làm gì trong đó có này, cái nào đó mình cũng điên luôn không em? Dạ không, cái mình biết cái kiềm chế cái cảm xúc của mình á vậy. Mình xung quanh suốt ngày mình cứ nói chuyện với mấy người thần kinh không ổn định riết mình cũng mát luôn chứ. Có lay không? Thì nói chung là những thói quen của mình họ cũng có, nhưng mà ý là cái mức độ của họ nặng hơn. Mình biết kiềm chế cái cảm xúc của mình là mình vượt qua được. Sao nghe căng thẳng gì mà sao em lại gắn bó với công việc này? Dạ em cũng biết chắc xuất phát từ cái tình yêu con người, kiểu như sống tình cảm quen rồi chị. Ok, công việc rất là thú vị ha. Nếu như mà ai cũng việc chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ thuộc về ai? Cảm ơn, một tràng pháo tay cho bạn. À, rồi cảm ơn Cưng nha. Dạ. Xíu chị sẽ quay trở lại. Nghe hết chưa? Dạ nghe. Thấy sao? Thấy rất là vĩ đại ạ. Vĩ đại hả? Dạ, yeah, không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ qua với anh Học luôn nha. Để coi anh Học người như thế nào. Rồi, xin chào. Hello, chị Cát Tường nha. Chào Học nha. Rồi, tháo mặt nạ đi. Học là quê ở đâu? Quê ở Hà Tĩnh. Vào trong này lâu chưa? 17 năm rồi. À, hiện tại là mình đang làm công việc gì? Em là nhân viên kỹ thuật bên ngành nghề da. Em làm được 11 năm. Dạ. Thì trước là 7 năm, sau nghỉ 1 năm rưỡi đi buôn thuốc. Tại vì em cũng 2 ngành bên ngành dược nữa. Ừ. Thì hiện tại ở nhà cũng có một quầy thuốc tại nhà. Rồi mình đi làm vậy thì ở nhà quầy thuốc ai coi? Bữa ngày không, vì em chỉ bán giờ cao điểm. À, có nghĩa là khi nào mình về mình mới mở cửa bán. Vậy cũng hay. Ở trong này là mình ở đâu? Em ở Trảng Bom, Đồng Nai. Ở với ai? Em ở mình. Nhà thuê hay là? Em nhà mua. Mua rồi là mua được nhà rồi. Ô, cũng mười mấy năm rồi, lâu rồi ha. Dạ, lâu rồi. Nhưng mà rồi ba mẹ quê hết? Con ở quê. Dạ, em còn mẹ nữa. Đông anh chị em không? Sáu anh chị em. Cái định hướng trong tương lai của mình là sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là mình sẽ về quê? Em lập nghiệp đây, tại vì ở trong đây là năm anh chị em trong đây rồi. Năm anh chị em trong này luôn. Lập nghiệp quanh đó hết. Ừ, sau này có cần thiết thì đưa mẹ vào. Vâng, cũng đưa vào rồi, đưa vào 12 năm sau rồi bà cứ về quê, đòi về quê. À, về ngoài cũng xây nhà ổn định thì đúng rồi, nhưng mà mẹ khỏe thì được chứ, lúc mẹ yếu thì cũng phải ở chung với con cái chứ ha. Vâng. À, điểm mạnh điểm yếu của Học là gì? Tự lập chịu khó, lo làm ăn, không có bia rượu, không có thuốc. Miền Trung là chắc chắn là sẽ cần cù rồi, cần cù siêng năng rồi. Vào đây lập nghiệp nó cũng vất vả chị. Dạ, nhưng bây giờ là mọi thứ ổn định rồi ha. Vâng, cũng tạm. Nhà cửa đồ được là ngon lành rồi. Tạm. Điểm yếu? Nhút nhát, được đám đông lắm. À, mình vào trong này như vậy là mình có cái giai đoạn nào mà em cảm thấy nó rất là khó khăn mà mình phải vượt qua chưa? 5-7 năm thời gian mới vào, nói xin lỗi gì chứ là phù hồ không có cũng không, thời cái gian đó là khó khăn. Cái đó là mình đáng tự hào thôi, không. Rồi, có gì mà lập mình... nghiệp thì cũng khó khăn là vay mượn, có khi thậm chí là vay nóng. À, nhưng mà bây giờ chị thấy mà vào đây vậy là mới mười mấy tuổi mà bây giờ đã năm nay là 38 hả? Vâng. Ồ, cũng là gần 20 năm. Gần 20 năm mà có nhà có cửa, sự nghiệp ổn định trước là cũng ok rồi. Rảnh rỗi thì cái sở thích đam mê của mình là mình cũng làm gì? Có ít
Rảnh thì em hay nghe nhạc, chủ yếu là công việc gia đình nó nhiều, quét dọn đủ thứ, không còn thời gian mấy. Nhưng mà chị vẫn tò mò, chị muốn hỏi luôn. Thì 38 tuổi rồi, mình đã có hôn nhân lần nào chưa? Kết hôn lần nào chưa? Chưa, cái này lên chương trình có giấy chứng nhận độc thân. Không, thì đúng rồi, đương nhiên là phải đang độc thân mới lên chương trình. Nhưng mà chị hỏi trước giờ đã có lập gia đình lần nào chưa? Chưa, chưa. Chưa luôn? Dạ. Yeah. Tình trường thì sao? Mới vào có quen một người cùng quê, họ thì họ đòi về quê. Em thì bảo là gia đình em trong đây đông rồi thì em không về. Thì không đồng cái quan điểm, sau đó cũng chia tay. Bao lâu rồi? Khoảng 15 năm rồi. 15 năm trước rồi. Còn sau này là mưu sinh làm không, không có cơ hội, không có gặp quen với ai có hết. Có quen nhưng mà không có tình cảm nữa. Tuổi này là lấy vợ là cũng bắt đầu muộn rồi đó ha. Cha già con mọn ha, cố gắng phải phải tăng tốc nha, cố gắng lên nha. Vâng. Rồi, hy vọng là ngày hôm nay sẽ có những cái gì đó nó tươi mới hơn nó đến với em. Rồi, chút xíu nữa chị sẽ quay lại. Nghe rồi ha. Dạ vâng. Thấy thông tin của anh Học thì thấy thế nào? Dạ em thấy anh cũng giỏi lắm, có thể tự can đảm để đi đến một nơi xa lập nghiệp từ đầu. Bây giờ thì cho Tường xem cái chỉ số tương đối giữa bạn Trang với bạn Trí nha quý vị. Wow, bạn Trí với em là phù hợp 88%. Về khoảng cách thì là cả hai cùng ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức luôn nữa. Yeah. Nhiều khi sát bên nữa. Ủa nãy Thủ Đức em ở đâu vậy Trí? Dạ em ở gần hãng sữa Vinamilk với chị. Em ở đâu? Em ở gần Đại học Ngân hàng. Gần nhau không? Dạ cũng gần, cách có 5 cây rồi chị. Trời ơi hèn chi ha, khoảng cách là 100%. Công việc là 90%, thì công việc cũng ổn định. Sở thích Trí ơi, nãy dạ. Là ngoài việc đá banh nè, rồi em có thích đi du lịch không hay là em có sở thích gì khác không? Thích yêu nuôi động vật không? Dạ yêu động vật thì cũng có một chút nhưng mà thích đi du lịch hơn chị ơi. À thích đi du lịch hơn ha. Chị thấy hai bạn cũng trùng hợp với nhau đó. Bây giờ quan trọng là cái quan điểm tình yêu. Thì trước tiên cái tình trường của Trang như thế nào? Em chỉ có một mối tình lâu dài duy nhất thôi ạ. Cũng qua giới thiệu của gia đình cùng quê ở Nghệ An của em. Anh ấy lớn hơn em 5 tuổi. Và cái thời điểm đó là anh ấy muốn kết hôn mà em chưa có sẵn sàng lắm. Cho nên là em xin phép được chia tay anh ấy. Là mối tình đó kéo dài được bao lâu? Khoảng hơn 1 năm ạ. Lúc đó em nhiêu tuổi? Lúc đó em 25-26 tuổi. 25-26 lấy được rồi. Chê anh ta gì mà chia tay? Không hợp ạ. Không hợp, không hợp về gì? Tính cách thôi ạ. Em như thế nào và anh ấy như thế nào? Hơi trưởng. Em thì cũng hơi bảo vệ quan điểm. Yeah. Hai người lâu lâu hơi tranh cãi thì em cảm thấy cũng không phù hợp để có thể gắn bó lâu dài. Điều gì đối với em là quan trọng nhất trong tình yêu? Em nghĩ là phải chia sẻ chân thật với nhau, còn lại nữa thì mình phải tin tưởng. Em muốn tìm một cái người bạn trai hay là một cái người chồng tương lai mình là người như thế nào? Thì người đó phải biết lắng nghe quan điểm của em có đúng có sai, người ta phải nghe em nói chứ đã, rồi phải phân tích đúng dạ, sai đúng sao đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà chưa nói hết câu mà người ta không nghe thì như vậy thì không thể được ạ. Là lý do gì mà em lại sợ người đàn ông gia trưởng? Bố em là người miền Trung á, thì bố em có một cái tính hơi gia trưởng. Ở trong gia đình thì có mẹ em rồi bà nội em, tất cả đều là phải nghe lời bố nhất. Em sợ cái tính áp đặt như vậy lắm. Thì bây giờ là con cái thì có mỗi người một hướng đi khác nhau. Nếu như cứ bị áp đặt như vậy thì em nghĩ là khó phát triển. Thật ra theo cái này quan điểm của chị Tường ha, người đàn ông trụ cột trong gia đình á, mà có một xíu gia trưởng thì cũng tốt. Tại vì có những cái sự mà tranh cãi hoặc là sắp xếp những cái việc trong gia đình á, thì phải có người đàn ông quyết đoán một chút. Tuy nhiên cái sự quyết đoán mà với cái gia trưởng nó khác nhau, nó xa khác lắm nhau, dạ, đúng. Mình cũng phải lắng nghe ý kiến. Lúc còn trẻ thì có vợ mình, nhưng mà con cái lớn lên là phải nghe ý kiến của con cái nữa. Giống như chị cũng hay nói với ba mẹ, giờ ba mẹ lớn tuổi là phải nghe lời con cái chứ, đúng không? Có những cái như vậy. Nhưng mà thật sự nếu gia trưởng thì cũng làm cho những thành viên trong gia đình hơi căng thẳng. Nhưng mà ông bà xưa mình mà em, ông bà xưa mình là vậy mà. Trí ơi, em trải qua mấy mối tình rồi? Em tự ti là em ngoại hình không có bắt mắt nên cũng ít giao tiếp, nên toàn yêu đơn phương không mà chị ơi. Là chưa có một cái mối tình chính thức nào hết? Dạ đúng rồi chị. Em yêu đơn phương được mấy mối tình? Chỉ có năm lớp 7 đến giờ luôn rồi chị ơi. Đến bây giờ vẫn còn yêu cô đó hả hay là sao? Dạ không, quên lâu rồi chị. Tới năm 12 là bạn ấy học đại học, cái là tách lớp, là từ đó là đâu còn liên lạc nữa đâu chị. Chà, cũng chung tình dữ quá ha. Mà sau đó không lẽ là mình ra đời đi làm mình không có để ý cô nào sao em? Cũng có nhưng mà ít nói, rồi ham đọc sách quá, nhiều khi mua sách làm bạn rồi chị. Chà, mấy người mà đọc sách nhiều quá rồi không có ra ngoài, không có tiếp xúc bên ngoài, rồi coi chừng là thiếu cái kỹ năng sống, rồi coi như không biết cách cư xử ở nhà. Có bạn gái là mình biết cách chăm sóc hay là đeo đuổi bạn gái không? Phải học từ từ với chị, phải học từ từ với chị. Cái điều quan trọng nhất trong tình yêu đối với em là gì? Là sự tin tưởng. Tôi nghe bên đây nói tin tưởng, bên kia cũng tin tưởng vậy.
Hay. Điều gì đối với em là quan trọng nhất trong tình yêu? Em nghĩ là phải chia sẻ chân thật với nhau. Còn lại nữa thì mình phải tin tưởng. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Hiền với lại biết lắng nghe, cũng chia sẻ, biết chia sẻ, biết thông cảm. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Cũng bình thường là được rồi chị. Học ơi. Dạ. Em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào Học? Đối với em thì bây giờ tìm một người bạn gái khỏe mạnh là được rồi. Khỏe mạnh, khỏe mạnh. Vâng, và còn cái nhân cách tốt là được. Tại vì em có cái ý là muốn mở rộng kinh doanh, cũng muốn người ta về hỗ trợ với mình. Cho nên cần người có khỏe mạnh, sức khỏe là được rồi ha. Vâng. Ok, thì chị thấy là đây biểu đồ tình yêu của em với bạn Trí là được 88% ha. Thì cái này cũng là một cái để mình tham khảo thêm. Rồi, đây là biểu đồ tình yêu của bạn Học. Trời, cao dữ, cao hơn bên kia 91%. Về khoảng cách thì nó là thua bên đây. Tại vì Đồng Nai Trảng Bom mà lên thành phố là phải mất 1.5 tiếng. Thì nếu như hẹn hò với nhau mà xa thì em có ngại gì không? Đối với em thì cũng ở Thủ Đức thì có thể em lên được thường xuyên. Thủ Đức tới em là khoảng 40 cây chị. Nhưng mà em làm ngoài giờ hành chánh ra rồi về em còn bán thuốc nữa. Bữa nào mà lên thăm bạn gái, chơi bạn gái coi như bữa đó thất thu. Thì nếu mà có bạn hẹn hò thì phải bỏ cái kinh doanh thời gian. Tại vì em cũng bán cho em chứ không có bán cho ai, cho nên mặt bằng của nhà. Còn Trang thì có ngại đi xa không? Nếu mà đi chơi trong ngày mà đi xa như vậy thì em cũng hơi ngại ạ. Thật ra thì bây giờ thật ra ở Trảng Bom qua Thủ Đức thì cũng đi mất tầm 1 tiếng. Chị ở Gò Vấp mà chị đi qua quận 7 là cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Thì Trảng Bom qua Thủ Đức thì cũng mất 1 tiếng, khoảng hơn 30 cây thôi. Thì thật ra nó cũng không phải là xa hay gần, quan trọng thích hay không thích thôi. Yeah. Rồi tiếp nhá, Học thì công việc là ổn định rồi, 100% ok. Sở thích thì Học có sở thích gì vậy Học? Nghe nhạc, vì còn thời gian em hay đi uống cà phê. Có được đi du lịch đâu không, hay là có chơi môn thể thao nào không? Du lịch chủ yếu trong nước chứ nước ngoài thì em chưa đi. Có chơi môn thể thao nào không? Thao thì ít chị ơi. Thể thao ít hả? Yeah. Nói chung là chị thường thấy bạn Học là một cái bạn mà lo cho cái công việc, cho sự nghiệp hơi nhiều. Cũng đã trải qua những cái giai đoạn có vẻ là cũng rất là khó khăn, chật vật trong cuộc sống mới được ngày hôm nay. Chị sợ là Trang đang còn ngại ngại cái vụ gia trưởng đó. Tại vì ba bạn Trang cũng miền Trung, nãy bạn mới nói đó, mà em cũng miền Trung đó. Vâng, em cũng có nghe. Em có gì thuyết phục cổ không nè? Không, đối em gia trưởng thì không còn cái tư tưởng gia trưởng. Ngoại hình thì là phù hợp tương thích với em 85%. Cái ngoại hình này thì cũng khó nói lắm, tùy theo cái gu, cái cách nhìn của mọi người thôi. Thì đây cũng chỉ là cái con số mà là máy đưa lên thôi, để cho mình tham khảo thêm. Bây giờ thì chị sẽ cho Trang có thêm một cơ hội nữa để có thể tìm hiểu hai anh kỹ hơn. Chúng ta sẽ đến với cái phòng là trò chuyện riêng tư. Bây giờ thì em muốn trò chuyện với anh nào trước? Dạ, lúc nãy là nói anh Trí rồi, bây giờ nói anh Học trước. Nói anh Học trước thì em sẽ bấm vào anh Học. Và 2 phút cho Học với Trang bắt đầu nha. Trời, chưa gì bà lo cho ba con mèo trước. Em đi đâu thì tụi nó phải theo em ạ. Nè, mốt qua nhà chồng hốt ba mèo đi luôn đó hả? Dạ, chắc chắn. Trời ơi, sao ổng im gu bà gù vậy? Có gì, em nhắn mà. Trời ơi, lẹ lẹ lên. Nhanh lấy vợ, phải lấy liền tay chứ để vô lâu ngày gió thổi nó bay. Em thông cảm nha, ảnh nhắn tin mà chọt 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 có ngón tay một à, không phải như mình mà hai bàn tay đâu. Nhà anh cũng nuôi mà em rồi, tiếp đi em. Sao mình nhắn chậm thì mình nhanh tập trung vô. Có ngại đi làm xa không, làm sao? Nhà anh quá xa so với chỗ là hiện tại của em. Mà em có thích, em có muốn kinh doanh thêm ở nhà, ví dụ như sau này lấy chồng ở nhà kinh doanh? Dạ không, em thực không. Thích đi làm? Dạ. Đi làm thì đi xa người ta ngại, chứ còn hẹn hò thì Trảng Bom với Thủ Đức có gì đâu mà ngại. Đâu biết được. Như là ai sẽ là người quản lý kinh tế trong gia đình đó, kiểu dạng vậy. Em nghĩ. Không phải suy nghĩ, ông nhắn tin vậy nè. Trời ơi. Chậm lắm. Người ta hỏi xuống câu khác rồi, ông còn trả lời câu trên. Hỏi tiền có đưa vợ dữ không? Tuần 3 lần. Trảng Bom mà lên Thủ Đức chơi tuần 3 lần là hơi nhiều nha. Rồi ơi, tuần 2 lần là chết rồi. Đó, bây giờ mới là cái câu này nè, có em nè. Đó, thu nhập của anh bao nhiêu một tháng? Nhanh đi chứ hết thời gian rồi nha, còn 30 giây hả? Ông ráng chọt chọt cùng tôi lẹ chút xíu nữa nè. Được, cũng rất là thẳng thắn, vô thẳng vấn đề để mình lựa chọn, mình không có bị lầm lỡ. Dạ, lớn rồi ạ, lớn rồi. Suy nghĩ kỹ rồi, tự
tới những cái vấn đề thực tế hơn. Đúng rồi. Khi đã vợ chồng thì có sao đâu em. Có em vậy là chắc có. Chắc trên đây đúng không? Ừ. Em đó, trên đó lại, đó. Thu lại. Vậy thôi nhanh nè, câu cuối nè. Thôi. Okay. Thôi hết thời gian. Cảm ơn hai bạn nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cuộc trò chuyện giữa Trang với Trí. Trí ơi, sẵn sàng chưa Trí? Dạ sẵn sàng rồi chị. Rồi 2 phút cho hai bạn bắt đầu. Anh có định sống với gia đình không anh? Ủa này nè. Có, anh này sống Thủ Đức mà. Sống với gia đình mà. Vậy lấy vợ có tiếp tục ở chung không hay ra riêng ạ? Đọc sách chơi với mèo. Sao? Xây dựng gia đình nhỏ đúng rồi. Tương lai phụ nữ thì mình phải nghĩ tới cái chuyện đó chứ. Dạ. Để chồng là phải nhờ vả được cái tấm chồng chứ. Bây giờ sao vợ? Nếu sau này lấy vợ, anh có sẵn sàng ở riêng không? Em vẫn muốn ở riêng. Em thích ở riêng hả? Dạ. Nhà này có hai anh em à, có em gái. Đó thì bên đây ở riêng nè, có nhà cửa nè, sẵn rồi nè. Tùy thôi. Chứ cái gì cũng muốn làm gì có. Chứ cái gì cũng muốn làm gì có. Được cái đó. Nhớ không? Cái gì được này mất cái kia chứ. Sắp hết thời gian rồi em ơi, nhanh lên Trí ơi. Dạ. Nếu thật sự có điều kiện thì sẽ ra riêng. Ok, hết thời gian. Cảm ơn tất cả ba bạn rất là nhiều. Bây giờ chị Tường sẽ cho em gặp gỡ lần lượt từng chàng trai một. Rồi bây giờ em muốn gặp ai trước? Dạ em học anh Học trước. Anh Học. Rồi mời Học bước qua phòng bên này để gặp bạn Trang. Rồi. Chào em nha. Anh đến với chương trình anh có bó hoa tặng em. Dạ em cảm ơn. Rồi hai bạn ngồi xuống trò chuyện đi. Dạ chào quý em. Thì nói chung cuộc gặp này thì được nhìn thấy Trang thì về cái ngoại hình thì em cũng hài lòng. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười, khi ngày ngùng anh nói mình cầm tay nhé đưa em qua những con đường tình yêu. Còn đối với em cảm nhận anh như thế nào? Thật sự là em xin lỗi là nếu mà em rỡ kiến thì em không có thấy mặt ai hết. Thì gắn mắt kiến vô đi. Mà thôi không sao đâu ạ. Để có không nhiều sao. Khi nó mờ dạ. Cái cảm giác nó sẽ tốt hơn. Dạ. Em thì cảm thấy là anh cũng đang chia sẻ rất là thật cái cảm xúc của anh. Em cũng hơn anh. Anh tới đây là anh có sẵn sàng luôn cho một cuộc kết hôn sớm luôn chưa? Hay là anh có cần phải dự định là cần phải quen biết lâu hơn không hay là sao? Đối với anh mà đã lên chương trình thì anh quyết định đi tìm vợ. Mà còn nếu như mà thời gian quen thì anh mong là được khoảng 3 đến 6 tháng thôi. Lẽ vậy đó hả? Nôn dữ vậy đó hả? Tốt. Thực tế tụi em bây giờ thì cũng lớn rồi thì chính chắn trong cái việc hôn nhân. Bây giờ tụi em cũng muốn kết hôn nhưng mà 3 tới 6 tháng thì nó cũng hơi nhanh. Mà thì nếu mà bên phía nữ mà chưa được hài lòng, chưa cảm nhận được, chưa đồng ý thì có thể anh cũng chiều theo thời gian. Dạ, vậy ok. Đó là mới nói thôi, bây giờ mình phải có sự va chạm. Bây giờ tưởng tượng giống như là em đang lái xe chở bạn gái đi chơi vậy đó. Em từ Trảng Bom xuống Thủ Đức, em quay mặt lại đi. Đó coi như em lái xe, em ngồi đằng sau ôm hồ té. Đó, rồi em ôm ảnh. Bình thường thì rồi, nếu mà chạy xe em cũng... Ảnh nắm tay em. Rồi là mình sẽ nói gì đó, nói ít phút cho em trò chuyện với cổ. Một phút thôi nhé, 30 giây, bắt đầu. Ôm đi. Anh phải nắm tay em ôm đi chứ, trời đất ơi. Đó, rồi đang chạy xe vi vu rồi tâm sự đi, 30 giây. Cảm nhận thế nào em? Em cũng chưa có biết được đâu ạ. Em cũng hơi ngại. Thôi không quay được thì quay lại nhìn nhau đi, nắm tay nhau nói chuyện đi. Trời ơi, ổng cũng quýu nữa hả? Thì nếu em cho anh cơ hội thì anh sẽ cố gắng. Dạ. Đối với anh sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho em. Dạ. Nếu mà em thích đi chơi nhiều hơn là ở nhà thì anh có đồng ý không? Sắp xếp thời gian chiều em. Đi được đúng không anh? Dạ. Cảm rồi, ơn anh tham gia. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Cảm ơn Học nhé. Dạ. Nhỏ hơn em tưởng. À. Nhưng mà không sao, tại em thì một đôi giày khá là cao. Ồ. Nhưng mà cảm xúc á trong người. Em thấy là chắc anh đang run á, anh run nhiều hơn em nữa.
Thấy cũng có vẻ chân thành. Dạ đúng rồi, thấy cũng có vẻ chân thành. Còn cảm xúc thì tùy em chứ chị không biết. Dạ. Và bây giờ thì mời bạn Trí bước qua phòng bên đây ạ. Chào anh. Dạ anh chào em. Dạ anh chào em. Dạ anh chào em hả? Rồi hai người trò chuyện với nhau đi. Rồi, em cảm nhận về anh như thế nào? Ủa? Đi qua xong đem quà qua tặng người ta vậy? Trời ơi, ông yếu quá, ông đi quên hộp quà luôn, bay ơi. Tôi nói, ủa sao tôi nhớ nãy tôi qua phòng bởi tôi thấy có hộp quà. Mà sao đi qua đi tay không? Khóa cửa luôn đây nè, đi đường này tôi mở cửa cho nè. Đó. Qua không có quà là mất điểm rồi. Anh đến chương trình thì cũng có món quà tặng em, hy vọng em thích nó. Em cảm ơn anh. Nào, ngồi xuống khui quà coi có gì không mình thích. Không, em không. Thay là một quyển sách ạ, quyển sách này đi tìm tình yêu. Em không biết anh gì cảm... không bẻ tay bẻ chân dữ vậy trời. Rồi cho trò chuyện đi, có 2 phút mà bẻ hoài. Thì em cũng rất là thích đọc sách. Thường em hay đọc những quyển sách về chuyện, về tiểu thuyết hơn là những quyển sách như thế này. Rảnh rỗi thì em thường làm gì? Thì em đó là em chơi với mèo. Thì ở gia đình em là có 3 con mèo, 5 con chó. Em có thích bóng đá không? Em thích bơi lội, thích những cái môn thể thao khác. Hẹn hò đó thì một tuần có thể gặp nhau được mấy lần? Em thì nếu mà ở Thủ Đức thì em có thời gian em đi học thêm rồi này kia thì chắc khoảng tuần 2-3 lần nữa thì ok. Em dự định sẽ quen bao lâu, khoảng bao lâu thì có thể tiến xa hơn? Này cũng không tùy cảm xúc của đôi bên thôi. Nếu không nói trước được. Em muốn bao lâu? Khoảng 1-2 năm đó chị. Cũng được, không vấn đề gì. Rồi bây giờ vẫn là một cái phần để cho các bạn đo cảm xúc với nhau. Giờ hai bạn đứng lên nhá, nhìn thẳng nhau và nắm tay nhau rồi để coi có rung động, có cảm xúc gì không. Muốn nói gì thì nói để thuyết phục cô ấy nha. Cô ấy rất là xinh đẹp, dễ thương. Làm sao để cô ấy có thể là lựa chọn mình. Nếu cảm xúc như thế nào? Hay rung. Trời đất ơi, nắm tay vô nói chuyện. Ông nắm tay ổng làm gì? Lâu rồi không được nắm tay ông kìa. Lâu rồi hả? Rồi nói chuyện đi, nhanh lên. Âu yếm vô. Trời ơi, nắm tay nói chuyện đi, có nói gì không? Dạ không, anh không nói gì hết. Giờ nói không? Anh cười mà. Chị nói dụ, đi. Sau này đi đá banh thì em có thể đi theo câu hay là ủng hộ không? Em có thể đi theo câu hay là ủng hộ không? Dạ được, em có thể mua nước tới ủng hộ các anh. Ủa đi cua gái ngộ hả? Đi về đi ông nội, mệt quá đi về đi. Trời ơi, đi cua gái kỳ vậy, cho cơ hội rồi, không có bấm nút bấm đồ gì, tự nhiên muốn anh đi đá banh em đi theo không? Em còn cái gì lăn tăn thắc mắc cái gì nữa không trước khi đưa ra quyết định? À dạ, cho em hỏi anh Học một trước một câu là hỏi là tại sao anh lại nghĩ là cần một người bạn khỏe mạnh thì mà nếu không khỏe thì sao anh? Ý đây là không phải là đòi hỏi là khỏe mạnh cơ bắp gì đâu. Nghĩa là sức khỏe bình thường em. Sức khỏe là quan trọng nhất cho nên anh không cần đẹp hay là ngoại hình mà anh cần người có sức khỏe. Ý là vậy đó. Thì em hỏi luôn anh Trí là đối với anh Trí thì sao ạ? Nếu mà ốm đau bệnh hoạn thì có ảnh hưởng gì nhiều với anh không ạ? Nào. Vậy chắc em sẽ đưa ra quyết định. Anh tới đây là anh có sẵn sàng luôn cho một cuộc kết hôn sớm luôn chưa? Đối với anh mà đã lên chương trình thì anh quyết định đi tìm vợ. Mà còn nếu như thời gian quen thì anh mong là được khoảng 3 đến 6 tháng thôi. Em dự định sẽ quen bao lâu, khoảng bao lâu thì có thể tiến xa hơn? Này cũng không tùy cảm xúc của đôi bên anh. Nếu không nói trước được. Còn em muốn bao lâu? Khoảng 1-2 năm đó chị. Cũng được, không vấn đề gì. Em xin phép được tiếp tục với anh Trí ạ. Em xin chọn anh Trí ạ. Đó là quyết định của em. Bây giờ thì chị Tường mời cả bạn Học với bạn Trí cùng sẽ bước qua bên đây nha. Em chào anh. Rồi em đứng chỗ đây, đứng đây. Bây giờ em mới thấy rõ. Rồi bây giờ mới thấy rõ đó, nhìn đeo mắt kiến rồi đó. Rồi dù sao thì không chọn người ta cũng tạm biệt người ta cái đi nào. Không sao em, dạ, em anh chúc em có mối quan hệ
may mắn nha. Dạ, em cảm ơn anh đã cảm ơn. Chị Tường cũng cảm ơn Học rất là nhiều nha. Dạ, tại giống như chị nói lúc đầu, mọi thứ là nó coi do cái duyên. Và chương trình cũng sẽ tặng cho bạn một cái phần quà, đó là một cái gói Ruby của Speak Couple. Đây là một ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu rất là hay. Bạn cũng sẽ được tư vấn bởi một ông mai bà mối rất là dễ thương ở trong ứng dụng này. Và xin chúc cho Học được nhiều thành công và sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Vâng, em rồi, cảm ơn Học. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn Học nha. Chào anh ạ, cảm ơn anh. Bây giờ muốn hỏi gì, trao đổi gì thì hỏi rõ hơn rồi chúng ta mới bấm nút là có hẹn hò với nhau hay không. Em thích ăn những cái thứ liên quan tới gà, trứng này kia. Gà, anh cũng thích ăn gà. Anh có biết nấu ăn không? Sơ sơ nhưng mà không nấu được mấy món xịn thôi. Anh cảm thấy em như thế nào? Cũng thuộc tiếp người thực tế. Tại vì em cũng lớn rồi, em nghĩ là khi mà kết hôn hoặc là tạo dựng gia đình thì phải thực tế. Thì em có hỏi là mình có sẵn sàng để ở riêng không? Mình có, đương nhiên là ở riêng thì nếu mà có cơ hội á, mình cũng ở gần gần bố mẹ thôi. Nhưng mà em nghĩ là nên ở riêng, tạo ra cái cuộc sống riêng thì nó sẽ có những cái hay hơn một chút. Không biết anh có quan điểm như vậy hay không? Cũng nghĩ là cũng đã riêng á, nhưng mà hiện tại thì cái nhà anh là kiểu nhà thờ á, nên ba mẹ muốn ở giữ á. À, ok, bây giờ thì hôm nay em đi với chị gái đúng không? Dạ, bây giờ mình sẽ mời chị gái vào trong để hỏi thăm ý kiến chị gái một chút xíu nha. Dạ. À, vô đây em. Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Linh ạ. Linh, Linh năm nay nhiêu tuổi Linh? Dạ em 36 ạ. À, hồi nãy giờ mình ngồi ngoài mình theo dõi hết từ đầu đến cuối ha. Dạ. Em nhận xét gì về sự quyết định của Trang? Trang nó đến với chương trình này á, thì đầu tiên là cũng nghiêm túc muốn tìm hiểu. Nếu là mình thì mình sẽ tư vấn cho em chọn như thế nào? Có giống như vậy không hay là sẽ khác? Em nghĩ là Trang đang chọn đúng ạ. Tại vì chị em thì cũng cùng sở thích. Em nghĩ là Trí thì linh động hơn và phù hợp với tính cách của Trang hơn. Thật ra thì em gái em có vấn đề về sức khỏe một chút, tức là không phải là quá ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường, nhưng mà có vấn đề về sức khỏe. Hồi nãy Trí có nói là không e ngại, tuy nhiên đó cũng chỉ là mình nói thôi. Còn nếu thực tế thì em có sẵn sàng chăm sóc hay là em quan điểm cái việc đó như thế nào? Cụ thể là nó như thế nào mới được? Khó khăn về con cái thì như thế nào? Khó khăn về con cái thì như thế nào? Khó khăn về con cái chưa hẳn gọi là yếu. Cái đó là chỉ là hiếm muộn về con cái phải điều trị. Không khỏe có nghĩa là trong người nó có bệnh tật, có ốm đau bệnh hoạn. Còn nhiều người ta không có con nhưng người ta vẫn mạnh khỏe. Em hiểu ý chị nói không? Phải nói rõ cái này. Còn không biết thì anh có quá đặt nặng cái vấn đề con cái hay không? Cái này thì cũng phải suy nghĩ nhiều, phải tìm hiểu rồi. Thế tùy theo cái tình cảm nó được đi đâu. Tại vì theo như chị biết đó, nãy mới nói nhà cũng có nhà thờ không, con trai một đúng không? Thì nói chung là phải có con cái để mà nối dõi tông đường đúng không? Cái là đương nhiên gia đình nào thì cũng mong muốn như vậy hết. Nhưng mà không biết là ăn tôi là cái mức độ, cái khó của em là khó như thế nào? Hay là y học bây giờ cũng đang rất là phát triển. Ví dụ như mình cũng có thể là thụ tinh nhân tạo hay là mình như thế nào, có khả năng hay không? Em có ngại không? Em không ngại, mọi người cũng bình thường thì mình cũng vậy thôi. Mọi người cũng bình thường là sao? Cũng có nhiều gia đình hiếm muộn thì họ cũng nhiều năm thì họ cũng tìm cách cũng có con. Đó, em thấy chị nói bình là bình thường. Em gái em á thì nhìn bề ngoài nó hiền lành, nhẹ nhàng nhưng mà thật sự nó khá là cứng cỏi á. Thì em tính cách của em có thể đôi khi bao dung cái sự tùy hứng của nó, cứng rắn của nó được hay không? Chắc được đó chị, tại vì em cũng thuộc dạng hiền chứ không phải dữ dằn gì. Hiền nhưng mà trong tình cảm phải chủ động nha. Tại vì sau cái cuộc gặp mặt này nó sẽ phải tiến tới nữa. Cũng không ai chỉ cho tụi em là phải làm như thế nào để mà mình tăng tiến cho một mối quan hệ á. Nhớ không? Chứ cứ im lại đây chị Tường, chị Tường. Với lại đọc sách nhiều quá, nhiều khi cứ vùi đầu vô sách á. Nó sách vở lắm. Bất cứ khi nào mà em cần thì em cứ gọi anh sẽ đến. Đó là khi nào em cần. Bây giờ em không gọi, không cần thì anh có tự tìm đến không? Anh cũng sẽ tìm đến, anh chở em đi. Thật ra là bạn ấy cũng rất là chân thành, hơi rụt rè thôi, với là chưa có kinh nghiệm trong tình trường. Thì tùy các bạn thôi, cái này là mình phải vun đắp từ cả hai. Rồi giờ hứa cái câu gì cho chị yên tâm coi nè, để chị đi xuống nè, mình bấm nút nè. Mong em cho anh một cơ hội, thì anh nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Vậy là cũng cố gắng hết sức rồi đấy em. Đừng, đừng ép nữa, nó xỉu à. Cảm ơn em nha. Dạ, em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em. Rồi bây giờ thì hai bạn ngồi xuống đi. Đặt tay vào nút bấm.
Mình sẽ có 30 giây lắng động là một chút xíu. Mình nhắm mắt lại để mình cảm nhận nãy giờ cái câu chuyện của mình trò chuyện như thế nào. Cái này là quyền của các em. Nếu mình cảm thấy hợp gu và mình muốn tìm hiểu để tiến xa hơn thì mình bấm nút hẹn hò. Mình không muốn, mình có quyền không bấm. Rồi, nhắm mắt lại và sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì bấm nút. 1. Hồi nãy Trí có nói là không e ngại, tuy nhiên đó cũng chỉ là mình nói thôi. Không biết thì anh có quá đặt nặng cái vấn đề con cái hay không? 2. Và 3. 3. Hết thời gian. Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Đứng ra chính giữa, nắm tay nhau đi nè. Hôm nay là ngày chính thức chúng ta gặp mặt nhau nha. Rồi bây giờ nè, xin phép hôn nhau một cái làm kỷ niệm nè. Cái này là trong ánh sáng cho phải trong bóng tối. Hôn tay đi em chị. Muốn làm gì làm. Trời ơi, ông hửi hay là ông hung vậy? Hung lại cái đàng hoàng tôi nghe cái hung coi. Rồi, nhớ trân trọng những cái giây phút ngày hôm nay nha. Rồi nắm tay đi để chào chứ đừng có buông ra nữa. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã tin tưởng chị Tường cũng như là chương trình Hẹn Hò Tốc Độ Sweet Couple nên đã đến với chương trình. Hy vọng với những cái bước khởi đầu đẹp ngày hôm nay sẽ có một cái tình yêu đẹp giữa hai bạn và có một cái kết thúc gì đó nó viên mãn.